Rất tới chỉ mùi khả năng ca rẽ xa chật. Chật miền đầy sọc hay chỉ vết co rồi mên chỉ sọc. Còn là tâm khăn cứ chật chỉ sọc. Ai chật chỉ sọc ní mình chạm bạch miền vầy vầy khăn cà rau chả ơn tờ tê. Còn là cứ tiện tuồng tới nâng chạy buồn mồm ai rồi hỡi hỡi có ọp rùm chất nơi khăn ông tiền sơ phê vật ni miền bạch nhà dù đặng vậy vậy chung vinh chỉ vật nâng ai rùm là mồm vậy vậy nâng cứ riệp rồi tam hai tam bạch chạy sập khớp hai chân, dân gần tề mình tiêm tì ao giờ vây vây đôi chặt dân nắng cứ vây vây cầm thể riệp rồi xem rập chỉ vật dân miền prà rập mền liền đồ lá có dân mình nghe chạy thể ao giờ vây vây riệp rồi từ tạm chặt dân tì tay bắt tu tay to vây vây cứ bà cót nơi đôi phiệp cam rồi cô nặng nè mọc xa mà anh tới châm bùa chật ta đai chưa ta đai nâng chẳng là hãy nơi tề bà tu to tục nè, mua mai đau cả hai ta tạm nâng bằng tay đó ta miền thua nông chật vĩnh vậy vậy nó về riệp rồi từ tam hôm nay này chặt để bàn ọp rùm đòi sẽ tệ đòi bản nhà hay đòi từ vậy vậy riệp rồi tới chặt với miền thực đây sống chẳng còn là năng ngày đôi chia prethera luôn cuồng nơi tam vì hề là thua là bạc lộc chẳng chẳng còn là năng ngày phải cùng con cha ông kru ព្រះចៅអធិការព្រះអង្គគ្រូតាព្រះអង្គគ្រូសោតព្រះថេរានុថេរៈវិខោនៅវគ្គវិខោសាមណេរគ្រប់អង្គទាំងអស់ដោយមហាប្រតិជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធភ្នួត្រេកអជ្រះថ្លាណាស់ហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនក៏ដូចឮបងសោមរតនៈជើញមកជ្រះថ្លាទុកដាក់ប្រកាស nụp rộng chạy buồn đòi bà xong đòi cái đây chạy thà chuyện mà rồi ăn á thì nó là được mà rồi xa mấy chuyện ấy còn là từ nông ca cục ruộng mờ thay và có tập đòi mà lục đòi thì chia mà lục thua mà lục vị nây mà lục sầm quất ca xa vậy còn là tại cùng nông vị thi bòn chấm ra ăn phải chôn nè bậc kiền lâu cổ phục bệ phi khọ ôm svang còn là hay năng bổn bùa cao lập bót thoại sanh cả tiền và màn mười rồi hà sấp bà ông làm bây giờ tư bòn cửa sa chun đào nẹt mặt đai ba sĩ ca ôm theory bòn pro ôm rệt thi hậu bót rồi từng nhiệt từng o đời cầm kru sa lộ ôm vi rẻ năng phê rìa tầng ọc nếp rôm tầng bọt đại miền côn pháo srei năng bà sư ca ôm rẻ sư mây lộ ôm vây rọt năng phê rìa nở srei ôm srei mà niên sva mây nở srei ôm srei sao phên sva mây lộ ôm vọt tờ nia năng phê rìa lộ ôm sân hà rết hay năng phê rìa bà sư ca ôm sân phô năng bà sư ca ôm vọn chăn lộ ôm vuông phê cả đây rôm tầng bọt năng hay hay nợ sợi hay sạt bị xây nên xóa mây rồi chẳng bọt ngõ cầm cửa xa vòng ôn thật câu ôm chia đá gặp đi bàn việc chăm bị thi bọn nghệch năng hay năng bật xe chứ còn là bật tư đòi sợi mông cuốn bị bọn là sọc nòng hạ bật tư bỏ cùng cha ông ru ta bệ phi khọ ôm svan chẳng ai
អបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យក៏មានបំពោះកលបុត្រដោយក្តីជ្រះថ្លាគាត់ណាហ្នឹងឯងបាញ់មិញហ្នឹងក៏នឹករលឹកថាចិត្តហ្នឹងមានសេចក្តីសុខរហូតដល់ទៅជាព្រះអរហន្តថែមទៀតផងចឹងលោកគង់នៅជាសុខទៅតាមចិត្តតិចដែលអត់មានអ្វីជាគ្រឿងបន្ទុះតោះដល់អញ្ចឹងទៅអ្វីអ្វីក៏រៀបរយទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតហ្នឹងឯងហើយយើងនិយាយពីព្រះអរហន្តហ្នឹងដោយការយើងនឹករលឹកគុណផងហើយក៏ដើម្បីយើងអប់រំដោយថាព្រះអរហន្តលោកមកកោតភ័ក្រទៅយើងមួយភ័ក្រពីរភ័ក្រអីអញ្ចឹងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅឬក៏ថាស្ងប់រងាប់មកពេលមកគ្រាអីចឹងទៅហ្នឹងក៏មានភាពប្រសើរយើងបានពិសោធន៍ដឹងនៅសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហ្នឹងតកតួងនឹងការអប់រំចិត្តនឹងឯងដែលយកឈ្នះកិលេសនៅក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងដែលយើងបានដឹងថាសេចក្តីសុខសំខាន់នៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជាគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក្នុងពិធីបុណ្យនេះក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយក្តីសុខរីករាយជ្រះថ្លាដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងដូចជាសុខាសទ្ធាបតិដ្ឋិតាអញ្ចឹងសទ្ធាតាំងមាំទៅនាំមកនៅសេចក្តីសុខទៅទៅណាហ្នឹងឯងសទ្ធាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងទៅច្រើនដូចថាសុខទៅក្នុងការបាយទានក្នុងការទំនុកបម្រុងប្រសង់រក្សាសិលហើយបានថ្វាយទានទៀតនៅក្នុងតេខិណាវិសុទ្ធិហ្នឹងបដិគ្គាកៈហ្នឹងក៏ជាទីជ្រះថ្លាអស់ចិត្តអស់ចង់យើងក្នុងសម័យកាលហ្នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយហើយកតញ្ញូតាធัวទៀតជាមួយនឹងលោកឪពុកទៀតហើយនឹករលឹកឃើញគុណអ្នកម៉ែទៀតមេត្តាអញ្ចឹងសិតតែមានតិក្តីសុខសទ្ធានឹងធ្វើឲ្យមានតិក្តីសុខចឹងចឹងក៏ណាហើយក៏បានស្ដាប់ពធัวអប់រំចម្រើនបញ្ញាទៀតក្នុងកវលង្ការាហាដែលឆានដែលបរិភោគពិសាហ្នឹងគឺគួរកំណត់ដឹងក៏ណាតេតួងទៅនឹងបញ្ចកាមគុណតាមរយៈនៃអាហារហ្នឹងមានរូបសម្លេងក្លិនរសផថពៈហ្នឹងផងដែរក៏ណាមិនមែនមានតែរសដែលគូនឹងដាតតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺជាការបរិភោគបញ្ចកាមគុណនឹងទៅតាមលោភៈឬក៏រាគៈតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមករឿងអាហារណាហើយវាមានរូបសម្លេងក្លិនរសផថពៈហ្នឹងប្រសង់តាំងពីមុនទៅបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានទទួលបិណ្ឌបាតអីទៅក៏ឃើញរូបឬសម្លេងអីអីហោហែរហូតមកដល់ពេលឆាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺដើម្បីកំណត់ដឹងនៅអារម្មណ៍គឺរូបសម្លេងក្លិនរសផថពៈហ្នឹងជាអារម្មណ៍នៃបញ្ញវិញ្ញាណតាមបញ្ញទ្វានីមួយនីមួយហ្នឹងហើយមโนទ្វាមโนទ្វាហ្នឹងក៏មានចិត្តកើតឡើងអញ្ចឹងហៅថាមโนទ្វាឬវិថីចិត្តអញ្ចឹងគឺថាជាការអប់រំចម្រើនបរិញ្ញាកំណត់ដឹងនាមរូបក៏ណាដែលបានដឹកនាមរូបព្រមតដោយបច្ច័យទៅគឺនាមរូបបរិឆេទញ្ញាណហើយនឹងបច្ចយៈបរិគ្គហញ្ញាណហើយញាតបរិញ្ញាទាំងក៏ណាដល់អញ្ចឹងធัวទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ទៀងជាទុកជាអនត្តាហ្នឹងវាប្រកាសឡើងដោយការកើតឬលត់ហ្នឹងឯងការកើតការឬលត់ដោយខណៈហ្នឹងអានឹងឯងគឺថាជាទុកលក្ខណៈក៏ណាហ្នឹងឯងត្រង់ដែលរូបធัวនាមធัวដែលប្រកាសឡើងទៅតាមទ្វាទាំង6ហ្នឹងហើយគឺថាមានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញអាហ្នឹងពេលដែលយើងធ្លាប់ឮជាគោល
ចាំនឹងត្រង់ឲ្យថាមុននឹងមានគឺអត់ទេណាមានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងក៏គឺសង្ខារធัวដែលមិនទៀងនឹងឯងហើយជាទុកណាដោយនិពតលក្ខណៈនិងវិបរិណាមៈហ្នឹងហើយឃើញការកើតឡើងនៃបច្ច័យការរលត់ទៅនៃបច្ច័យអញ្ចឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធัวជាអនត្តាអនត្តលក្ខណៈហ្នឹងឯងវាអត់មានជាអត្តាសត្វបុគ្គលអីទេធัวហ្នឹងវាជាផលនៃបច្ច័យកើតឡើងហើយអត់មានបច្ច័យក៏វាអត់មានទៅវាអត់កើតឡើងទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺការដែលអត់មានបច្ច័យដោយអរិយមគ្គហ្នឹងក៏ជាអនត្តាព្រះនិព្វានក៏ជាសัพពេធម្មាអនត្តាទៅណាហ្នឹងឯងហើយក្នុងកបលង្ការាហានេះក៏ព្រះអង្គលើកក្នុងការឧបមាដូចជាមេត្តាបរិភោគសាច់កូនឯងអញ្ចឹងកំណត់ដោយការគ្របសង្កត់ហើយនឹងកំចាត់បងឆន្ទរាគៈរហូតដល់ទៅថ្នាក់អនាគាមិមៈទៀតលះបងនៅកាមឆន្ទៈហ្នឹងទៀតក្នុងកបលង្ការាហាហ្នឹងចឹងគឺមិនមែនបរិភោគដោយរាគៈឯណានេះមួយទៅទេក្រំតែដើម្បីចិញ្ចឹមសិលសមាធិបញ្ញាក្នុងផ្លូវកន្តារៈផ្លូវឆ្ងាយគឺថាកូននឹងបាត់បង់ជីវិតទៅចឹងហើយបរិភោគសាច់ទាំងសាច់ឆៅសាច់មនុស្សសាច់កូនខ្ចីវាស្អុយអីអីចឹងទៅទៀតហើយតើនឹងទៅរួចឆ្ងាញ់ស្អីដូច្នេះគឺថាក្រណដើម្បីឆ្លងផ្លូវកន្តារៈផ្លូវឆ្ងាយហ្នឹងយ៉ាងណាជីវិតវត្តសង្សារហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវឆ្ងាយហ្នឹងគឺថាប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមសិលសមាធិបញ្ញាតែប៉ុណ្្នឹងទេចា៎បើបើមិនអាស្រ័យសិលសមាធិបញ្ញាវាមិនអាចឆ្លងផ្លូវកន្តារៈហ្នឹងបានទេគណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទយើងថ្ងៃនឹងថ្ងៃស្អែកអីក៏បកតិអបោសតឬក៏បរិហារិយៈណាបរិហារឧបោសតហ្នឹងគឺថាបរិហារិយៈបខុបោសតហ្នឹងឯងវាមានបកខៈអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងក្នុងរយៈកាលហ្នឹងវាមានកាលបខេវៈចន្ទិមាអញ្ចឹងទៅដូចជាប្រច័ននៅក្នុងកាលបៈអញ្ចឹងទៅសបកបខេវៈចន្ទិមាអញ្ចឹងទៅដូចជាប្រច័ននៅក្នុងសបកបគឺខាងខ្នើតអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គយកប្រណោយយកខ្នើតហ្នឹងមកដែងត្រៀបធៀបទៅនៅក្នុងរឿងបាបធัวដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីវិនាសហ្នឹងក៏ដូចជាប្រច័នខាងរណោចណាកាលបៈណាកាលបៈខេវៈចន្ទិមាហ្នឹងឯងបើថាគុណធัวបងប្អូនកូនចៅចេះតែចម្រើនឡើងចេះតែចម្រើនអញ្ចឹងទៅដូចជាប្រច័នខាងខ្នើតសបកបខេវៈចន្ទិមាអញ្ចឹងទៅចឹងគណាហើយហ្នឹងចន្ទោយថាតោសេនាបណ្ឌមាសិយាតិអញ្ចឹងទៅដូចជាប្រច័នពេញបរមីដែលប្រសិជ្ជានៅមន្ទិលហ្នឹងឯងចឹងគួរមានជីវិតរីករាយណាពុទ្ធបរិស័ទយើងចេះតែនឹករលឹករឿយរឿយទៅចឹងតែចិត្តនឹងមានសេចក្តីសុខជីវិតជាសុខហើយអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងប៉ុណ្ណឹងបច្ចេងអីទៅដោយអវ័យដតីខាងក្រៅដើម្បីលៀបយកគេឈ្មោះអីទៅចឹងទៅទេចឹងការអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យចោះចូលមកជាមួយនឹងកុសលធម៌យកកុសលធម៌ហ្នឹងឯងជាកល្យាណមិត្តយោជាជំរំជំរក់នៃសេចក្តីសុខធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងទៀតក៏ណាក្នុងការដែលមានភ្លៀងអីយើងសប្ងៃហ្នឹងមិនមែនចេះតែ
màu ao nhà na thật tức ấy chẳng thật thế phliền ấy chắc là phliền tới bên đây bờ kê nơi nông tê nơi cất nơi xả lá cái miên thật tức cái nà rứ có cái đá đá cái băng chát cái miên thật tức cái nà nâng ảnh thật tức chấm bút thật nè nơi cái đào vi đó chẳng thật nâng ảnh giang nam ấy cứ tha chỉ mùi nâng chỉ vết đây và vật tư chỉ tục đào và ba tiền ở khăn nâng vận tải bậc kê miền thua chỉ cương ra xa chết chết rồi mình chỉ sọc nâng ảnh đời cá còn nọt đăng tốt vận tải chết chỉ sọc á thì còn là rồi chết và coi đây bản nhà nâng ảnh miền thua chỉ cương ra xa thì bàn ra xa mình ao từ căn là ba giờ phun tiệt còn là nâng ảnh hơi nâng đào hiểm na ông bạn đi say này vị vọt đạn nâng rẻ xa ở ruột thoát đi sang xa rồi vọt tiệt nên tiệt nông pre ắt ta cần tha thế thì để tha chỉ ông bạn đi say này vị vọt đạn nâng rẻ xa ở ruột đi sang xa rạ nâng thà cần tha nơi cái nông tham cả thề rạ nâng chẳng còn là chẳng cứ tham mô hạ vế rẻ khờ tệ tham mà trà rằng thua rồi mình rẻ xá nơi nẹ vô bật thua cứ đau mến con ta dân nơi nông sở lá phliêng mến về dân nơi nông sở lá chẳng chỉ vết vô bật tư chỉ tục mến con ta chạch nâng miền vô thua chỉ cường đâm bay ca bì nơi dịch đầy tục đời và ca sênh sênh nề nề bà lấy trải máu mà dưỡng tháp sinh sinh chẳng thể đòi phải cạp sinh sinh chặt rồi mến chia sọc ấy không chỉ vật dưỡng nẹ miền nẹ cro nẹ tội nẹ thông ấy sẽ từ miền chặt nữa riêng phải ăn riêng cái lưu hình thần năng ngày ở dưỡng chlat nẹ không riêng chỉ vật nâng và thà chặt chia sọc hai chẳng nông chỉ vật nâng ấy cầm từ ngọc tư ở chlat năng ngày cầm từ ngọc tư cứ sọc hai được cho nên được cái nông gà để put bò để sạt bằng phôn con trai tầng o trên miền mà đấy sài cúc chỉ mùi cái nên nâng và thua ai thì pí pa sa ha trên nâng ảnh đây Việt Nam ở miền về từ ni thành nha sang kha vì nhiên phong đá nâng ảnh và thà chỉ tu tới cái nông phát sập bạc chì già nâng nâng rư có thà chìa bạc cháy đòi nạc phát sạc với tay miên về tình nế sẽ nhá sang kha vị nhiên nâng ây vì vậy kể tê xây phát xê xó cứ thà ạc miên khơi nụ tê và đa ấy nẹ khơi như rù bế về tình nế sẽ nhá sang kha vị nhiên bộ phát sạc chìa bạc cháy cơ nào ạc miên nụ tê và đa dương ấy nè lưu xâm lê nhỉ về tình nế sẽ nhá sang khá vì nhiên pháu tì chìa nó bố phát xạ chìa và chạy hay bần to mà đó mà nâu về rồi vì thấy có bố phát xạ mà nâu xăm phát xạ nâng nè về tình nế sẽ nhá sang khá vì nhiên nông mà nâu về nâng đăng thăm mê rộm anh nâng ấy vì vậy kể tê xây phát xê xó nâng ấy sao nhắn ạch tên là vía, ạch tạng là dên là vía cứ khởi xôn chạy khá luôn nâng chạy và thọ chia rồi bỏ khá luôn ạch miên khá luôn hấy, ạch miên khá luôn rồi vui nâng từ chăm bạch vô rồi bỏ khá nông lột nâng màu bạc căn thôi chia rồi bỏ khá luôn ấy tề dường lưu tới bạc căn và bên nâng cứ đôi lệp tham bư bạc ấy cứ nè nâng ảnh, rồi bỏ khá nông lột cho nâng á nâng ảnh, ấy dường lưu xôn tới bạc căn và nâng cứ ta chạp phơn bạc ấy นั่นไงคือประพฤติจิตตกโดยสาการจับประกันนั้นរបស់นั้นเวมันเตียงมีติกใดปรายปรวลទៅត្រូវកើតទុករបស់នឹងហួងហែងទៅត្រូវក្តៅណាក្តៅរលាកឧបាទានជាដៃរបស់ចិត្តនឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺតលែកឃើញវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណស្រ័យផស្សៈណាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាមេគោដែលអត់ស្បែក nơi cái lạnh ná có sạt về khăm cái lạnh nâng nơi cái đá vía có sạt nơi cái đá vía nâng tới nơi cái bài cua chơi cái bài chỉnh chém cho nông tức
trời sạch khăm chẳng ạ cứ cầm nọt đăng bị phát xa đây là nam ai miên về tình yêu sinh nhà sang tha vì nhiên nâng khi bị xét vì miên là sự đây và cầm nâng ạ kỳ lê để cao là nâng đây là bật tư chỉ tục nè nâng này chẳng cứ ca đại phật ông trung và ca sầm đây ở khơi thà mê cô ắt bài nâng tệ tuôn nâng rương pha sạ chẳng dân trời sừng ru từ tam phía tăng phổ mùi nâng ấy đau sự tệ ca đại rẽ xa chặt ao chỉ sọc nâng cứ trời tệ lẹ cặp nơi sự đây và cầm nâng tục đại ao vị chỉ rồi bỏ nơi không lâu nâng chẳng thờ nằm ca để bỏ đi phô pra pra phải chạy buồn nâng cứ rồi biết đôi chìa mà đai để đau phơi ngài phơi cầm ta ra bỏ đi phô sạch con ai chẳng thờ ạc miên trê o đi trê ấy nâng bỏ đi phô rư có thà tật đo ti cái lại hình xóm tục đại thế cứ ạc miên phật tư đầm bay xin xóm tục đại thế trời cọp nòng đây ấy ấy chẳng thơ bồ chi ấy ấy chẳng thơ chẳng còn nè chẳng cứ nòng ca để bỏ đi phô pra pra phải chạy buồn nó cứ ắt miên rừng khâm ấy đầm bay nâng vô phải chạy buồn màu nâng chỉ ti pưng chỉ ti tre o ấy tê pro từ đại bền đi bền đại mình miên pan gì khăn nữa ca luật kỳ lễ về o nơi cầm o vọt đại nâng cứ tự đau tự ruột ca o vật đã và nhà hát vật là sáng xa nâng về chỉ tục về chỉ sớm một thì dễ nâng chẳng ca o tục o sớm một thì dễ nâng ấy chưa nì rồi thế ở đây sạch trả nâng chẳng miên trăm ba chương mà tệ tuông ấy chỉ mùi nâng rồi bọc nông lô và nhà khăn nâng ạch tập hiệp nâng có khăn để chỉ ô bà co pra pra thế dương bà cây bà căn khuôn dương hay tờ chua bà cây to tê nâng vô ấy anh đi một cái trâu là đại nâng dân mà sầm qua thay chỉ dân đầm bay khoan ba chỉ ăn kê đầm bay chia kê ấy nâng rương ní chỉ rương tu tư thì nơi không ạ vị chia nâng làm rạp sạp lột nâng tê để dân trời tè ở chật láng chật láng chật láng cái nông phật sát na nâng mệt mà phật căn ăn như đầm bay từ khoan ba ấy chia là na ấy nâng tê trời para ban gì khăn nâng áp tập hiệp nâng chỉ ôp có cái nông đầm na ở phơi thời gian mấy ở xa rồi mà thị bà nhà vật tử chẳng tha chỉ spin chẳng tha chỉ prum mà diên chẳng tha chỉ carbon ấy cả ban đây cứ vật tử ruột ca ở rìa kia tôi sợ mồ hạ nó chỉ trời nè nhưng còn cực tha prin đi biệt nâng chỉ ở vây rồi tới khai bị cá rồi luật kỳ lệ nâng cứ ca ở tư này vật đạn nâng anh admin ti bằng phật tục ca ở tư này tục ca chân nè tục chẳng buông nâng cao bị ca ở vật đạ thế vì vật tục về chỉ vật đạ riêng riêng và ăn riêng riêng khluôn vật đạ nâng cứ mà ăn mà nè còn kết từ không ao cá sấu ở trời ấp rôm nhầm ra nơi không nhiệt tạ bảy nhà thì đằng niệm rú prôm từ đó bắt chay nâng từ bàn nhiên không san để bọt nâng chập đại âm cả láng ban đăng làm pi vị vật đạ nâng ảnh cứ cả o vật đạ nâng chỉ ti bẩn cứ tha ắt miên nấc sao mai tha ở ban nơi preni pien ở vây giang đợt tây cai pi cả o vật đạ nâng thế ắt miên nà na mà po tha ni pien là mấy mấy ấy tiết cho ắt dân ắt trăm bạch vậy trăm thì bị riêng o vật đạ phần nắng thứ ba này cái này cái dân ở trời ca ấy thiệt thế cái ca ở vật đắc cứ ca ở tục cứ đó cứ pin chết pin thà ông trâm để bản năng ảnh dễ bị trâm ở tục để bản năng ảnh ở miền thà tì pưng năng rồi biết đôi chỉ thà sầm rập khluôn dương ban khluôn dương từ quan từ nơi ấy cứ ở vui vô trâm để ở vật đắc năng ảnh năng nhiên để ca lắng để ban đăng làm pi ca ở từ này vật đắc năng nên nông ưu thì dẹp dễ nhiên nó bồ bị ca rồi luật và chạy nâng ảnh ca ca lang này và chạy nâng ca rồi luật tới này và chạy nâng nông ưu thì dẹp dễ nhiên nâng ảnh hay nâng ca ca lang này khẩn nạ nâng ca rồi luật tới này khẩn nạ vậy là phần năng thế
នឹងឯងគឺការដឹងពីការកើតនិងការរលត់ទៅនៃខណៈអានឹងគឺនិយាយពីទុក្ខព្រោះណាហើយដល់តែឃើញការកើតឡើងនៃបច្ច័យអានឹងឃើញសមុទ្ទយៈនឹងឯងហើយឃើញការរលត់ទៅនៃបច្ច័យអានឹងឃើញនិរោធនឹងឯងហើយការដែលបានដឹងនឹងឯងគឺជាមគ្គនៅក្នុងលោកិយៈនៅឡើយក្នុងវិបស្សនានឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺក្នុងការដែលកំណត់ដឹងនៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងកវលង្ការាហាហ្នឹងគឺថាជារូបកម្មដ្ឋានតែព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងរួចទៅផុតពីរូបមកនាមធัวសុទ្ធទៅតែហ្មងទៀតទៅណាហ្នឹងឯងសត្វធាំងធម្មសមុបាទាំងសត្វធាំងសង្ខារសន្តតੰបសន្តសយថាភូតੰអ្នកប្រយ៉ាងហោតេគមនិហ្នឹងគឺប្រកាសថាយើងត្រឡប់នឹករលឹកហើយព្រះថេរៈហ្នឹងបានប្រកាសចំពោះគមនិមេចៅអ្នកជាធំហ្នឹងដែលសួរលោកមិនបានអត់ភ័យថាភ័យមិនមានក្នុងអាត្មាហ្នឹងមកពីអាត្មាបានដឹងអំពីការកើតឡើងនៃសង្ខារធัวសុទ្ធហើយនឹងការដែលសង្ខារធัวសុទ្ធហ្នឹងវាតគ្នានឹងឯងទាំងនឹងសុទ្ធសុទ្ធហ្នឹងគឺបានន័យថាសង្ខារធัวសុទ្ធអត់មានអត្តាទូខ្លួនសត្វបុគ្គលអីទេគឺសន្តសន្តមត់ទេមួយអង្គមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងលោកឃើញដោយបញ្ញាហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការប្រកាសសម្ដែងរបស់ព្រះរាមាភិភៈក៏គួរយើងបានជ្រាបហើយបព្វេចាហង្ខិកវេអេតរៈហេចៈនេះភិក្ខុទាំងឡាយតាំងពីដើមមកតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអេតរៈហេចៈហ្នឹងគឺនៅក្នុងអលកតុបមសោតចឹងកណាគឺទុក្ខញ្ជេវៈបញ្ញាពេមិហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសតែអំពីទុក្ខសច្ចៈនិរោធៈហើយនឹងការរលត់ទុក្ខអញ្ចឹងគឺការរលត់ទុក្ខនេះបានដល់និរោធៈអរិយសច្ចៈនឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីទុក្ខមានសមុទ្ទយៈហេតុឯនាំឲ្យកើតទុក្ខហើយហើយទុក្ខសច្ចៈនិរោធៈទាំងហ្នឹងគឺទុក្ខនិរោធៈអរិយសច្ចៈហ្នឹងជាមួយគ្នានឹងមគ្គដែលឲ្យបានដល់និរោធនឹងហើយអញ្ចឹងគឺអត់មានព្រះនិព្វានអ្វីដតីទៀតទេណាស់នឹងឯងគឺព្រះអង្គអត់បានសំដែងព្រះអង្គសំដែងតែពីទុក្ខហើយនឹងនិរោធហ្នឹងហើយបើយើងថាមានព្រះនិព្វានផ្សេងពីនិរោធទៀតបានដូចយើងនិយាយតទេទៅតែម្ដងពីព្រោះព្រះអង្គអត់បានសំដែងអានឹងឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គអត់បានសំដែងផងហើយយើងថាមានដែរតែយ៉ាងម៉េចទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺតលែក្រៅពុទ្ធសាសនាទៅទៀតហ៎នឹងឯងតែព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងតាំងពីដើមរហូតមកហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានបានដល់និរោធសច្ចនឹងឯងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺកុំឲ្យយើងសង្ស័យទៅយ៉ាងដតេតែកាលណាយើងនៅក្នុងការដែលយើងគិតថាមាននិព្វានផ្សេងពីនិរោធសច្ចទៀតគឺបានដីថាការដែលយើងប្រតិបត្តិដើម្បីកំណត់ដឹងនៅវត្តដាក់និងវិវត្តដាក់ហ្នឹងគឺវាអត់ច្បាស់ប្រកបទេហ្នឹងឯងតើនឹងបានដឹងពីវិវត្តដាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅគឺណាបើយើងមិនបានទទួលថាវិវត្តដាក់ហ្នឹងគឺជានិរោធសច្ចជាព្រះនិព្វានជាទីពឹងទេដែលជាអារម្មណ៍នៃមគ្គវិថីទេតើយើងគិតថានិព្វានជាអារម្មណ៍នៃមគ្គវិថីហ្នឹងយ៉ាងដតេផ្សេងពីនិរោធសច្ចនឹងយ៉ាងម៉េចទៀតទៅនឹងឯងអញ្ចឹងនិរោធសច្ចនឹងគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងនឹងឯងយើងអត់មានគិតថានឹងឲ្យបានទីពឹងអីបានអារម្មណ៍អីដើម្បីមកលះតណ្ហាក្រៅពីនិរោធសច្ចនឹងទៀតទេនឹងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបហើយគឺថាមានប្រតិយធូស្រាលមានទឹកចិត្តធូស្រាលគឺថាវិវត្តដាក់ហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងមានញៀនក្នុងសន្និបាតនៃការស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាចាប់យកបានព្រះនិព្វានជាទីពឹងរួចផុតចាកទុកអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានបន្តមកហ្នឹងក្នុង
มโนสิเจตนาห้าเด้อปนมโนสิเจตนาห้าคือสำดาวยงอภิสังขารนั่นเองได้พระองค์อุปมาโดยเชี่ยบรอปีเนี่ยนั่นเบอภิสังขารพระองค์สำดาวรวมเชี่ยปีให้ถ้าเกาะสละเกาะสละกรรมคือกุศลนั่นอกุศลพระปัญญาภิสังขารอันเองเชี่ยภิสังขารรวมในขนมเกาะกุศลจังเตอให้อปัญญาปิสังขารนั้นอกุศลจังเตอเตอจะกุศลกุศลกรรมโดยจะบารมีตอมคลังปีเนี่ยจับบารมีได้ตัวซอยมาเนี่ยตรังดำได้สองค้างให้ก็เตียนตมเละแต่ขนมรันได้หรือเงือกเพลิงรันได้หรือเงือกเพลิงสัตเตอเงือกเพลิงออกกะกีจังเตอมาชัวบารมีปีชัวบารอไอจังนั้นปิงจังอ่ะนั่นคือเพลตก็เตยเชสสลับจังเตยปองปากกาหำปีพบใบนั่นอ่ะโดยเจริญได้ดึงเงยเพลิงจังนั่นไงเป็นในตรังเดธาอภิสังขานั่นจังเดนำไอเมียนพบนั่นนั่นคือเตยกำหนดดังจมพัวอภิสังขาก็จิกากำหนดดังในตันหาใบจังนั่นไงที่พระเคยกาการลางในกรรมตรเคยปีตัมหาหนึ่งไอ้นั่งจมพัวปัจจัยเปรตกหะเงียนได้การลางนั่งคือเวตรเคยสกรรมบพเพการลางปีตัมหาหนึ่งแต่มองจังก็ไหนไอ้นั่งไงฉันบานตรดังอัตตาอัตถิอาวิชีปัญญาสังขารนั่งเหมือนเมนแต่อาวิชีเท่ยังไงมันอายสมรักตื่นจิตกรรมไอ้กาเทบอตัมหาปาเตียนเตนุอันนั้นไงครั้นแต่พระองค์ประกาศเมคืออวิชชาแต่ปนังปนแต่สมรักเตจิกรรมคือยังมาดังน้องปัจจุบันเนี่ยอัตตันหาอัตสมรักเตจิกรรมเธอไอกาเตบัวเวเตตวงนังตันหาได้ตรึกกาเอบ้านเตเทอดำไปไอบ้านนะขนมกาได้ห่วงไทยอัตเพียบนั่งบ้านเดือกาเชี่ยสกรรมแบบเพียบแรงอัตตันหาคืออัตดังเธอไอเทมิ่งมาแม่งดังเชี่ยกรรมนั่งเตยกรรมไอ้การเตยจิตไอ้คืออัตเตอัตสมรัตบานนี่เดี๋ยวตอนเลยตั้มนะฮะฉบับหล่อมองเดี๋ยวนั่งไงเตยกาไอ้เตยเธอไอ้คือสมรัตเตยจิตกุศลอกุศลนั่งไงนั่งไงจังไงโตสะนั่งก็เป็นการปิดตั้มนะฮะนั่งก็น่ะเดี๋ยวพระองค์สมัยเชี่ยกรรมถะดาวครองนั่งเป็นเมียนตูโลเพะโตสะนั่งติดเถนั่งได้เวนเจตกรรมนั่งได้เวดาวครองปีโจเตตุปเดสันทิได้กรรมถะนั่งได้เมย์ได้แต่ตัณหานั่งได้แต่โลเพะนั่งจังน่ะกรรมถะนั่งเมื่ออาจเมียนอวิชีกรรมถะเถน่ะนั่งไงในขนมกองในอาคุซาลต่างอ้อสัตเตเมียนโลเพะนั่งไงสัตเตเมียนโลเพะว่าขนมนี้ว่าระนาอัตเมียนติดเถะนั่งไงให้เวเมียนในขนมนี้ว่าระนาหนังก็นี้ว่าระนาพรำนั่งอัตเมียนอาวิชีเตอาวิชีนี้ว่าระนาแต่ไอ้ยังเถอะกาลนาบะยังเตรนิเย่ในขนมวิปัสสนาแต่นี้ว่าระนาพรำอัตเมียนอาวิชีเตก็น่ะนั่งไงให้โดยเชียนในขนมอุปาเตียนไอ้ฉันก็อดเมียนอวิชีในขนมกันทะก็อดเมียนอวิชีก็น่ะนั่งไงอดเมียนอวิชีนั่งเทปันใต้ตันฮะครุบครุบปูครุบกองต่างอ้อนั่งไงฉันคือพระองค์ตรงประกาศสันได้ให้ในขนมปตะมังสะโซดใบดอกเล็กสามสับมวยนั่งเด่นก็น่ะปตะมังสะโสดจังกำหนดดังมโนสิเจตนาฮะคือจิกากำหนดดังเดตัมนาฮะใบนั่นคือปะปัญญาทูวัตสังสาเวเตตวงนังกรรมเจียปัจจัยเปรียรหันอัตเมียนสกรรมประเพียไอยังเธอไม่ดังท่าเปรียรหันอัตเมียนกรรมโลกสมใจทูสับทูโลกเมียนสลมาธิปัญญาได้ให้ท่าอัตเมียนเจียอภิสังขาคือกรรมมาปีแต่การน่าอดตั้มนะฮะแต่อดมีกรรมประเพียบไอ้การล้างเชี่ยปูสำหรับการเตยเชี่ยเตยนั่งท่าเอาดอกเตยชินรั่วเตยเชี่ยปลายเตยชาในโซลกายเชี่ยพอลการล้างอย่าไม่บกกรรมนั่งเบื่ออดสำหรับปีตั้มนะฮะเพราะน่ะนั่งไอ้ฉันคือเบื่ออดมีเชี่ยปูในวัดด่านั่งเตยเตยให้สมบัยกรรมได้บานการปีตั้มนะฮะให้ฉันเตยได้แต่ประเคนาสรับอัตตันนะฮะเต้ก็อัด
chia chuyện được cả cam mà bị chay ấy từ bàn thế rương và để sân thị nâng về trời tệ tuông nâng tâm là ha để nằm ở miền ca chọc chìm bẹ được nông phục nâng tơ về miền cam ấy na này muối chia chuyện được cả cam chia phải trái ao và để sân thị nâng từ bàn chẳng cứ chìm bùa ca để phải khay na sập ăn miền chọc chìm bẹ tới nơi nông aram ấy na này muối nông phục nâng chẳng về ăn ai tiền cam ấy na này muối mau chia chuyện được cả cam từ bàn thì nâng ảnh rồi luật khám tới từ ốc trâm và phần nâng nâng đại chú mùa thập ở khay nà sớp cho cám à nụ bá thì xê xa nè bề nâng còn nà hay châm bùa vì nhiên nà hà nâng tu bà đệ sân thị nâng và ông triệp đôi chì ca chắc thà đôi lùm bền chẳng chẳng nâng ảnh thà lùm bền bay rồi lùm bền nông mật ngay ấy chẳng cứ tu bà đệ sân thị nâng chẳng để nằm máu nơi nêm mà ru pro ca cầm nọt đăng nơi vì nhiên na há coi chỉ ca cầm nọt đăng nơi nêm mà ru cầm nọt đăng nơi áp tập hiệp nâng về đôi chi dân đăng thà bậc cua trời đời lùm pế cứ mốc ra miền rồi bu hài nâng ảnh được chứ à đây chư nó về miền mục lùm pế nâng chư thế về nơi trăng nè tầm ba ư nâng ảnh tầm ba ư nâng nâng ảnh mộc lộ bùa nâng chẳng cứ đòi nạch này bà đệ sân thị về nhiên nâng về từ miền ạ tập hiệp đô chỉ vật dương sập ngay nâng chẳng để miền còn tục đọc bi còn tục khả rầy sạch chạ nâng ảnh nâng cứ chìa ca chư bớt chọc cháp này mộc lộ bùa nâng hề rồi miền bà đệ sân thị vì nhiệt nâng ấy chỉ cả chạm đôi lùng bền vì trời miền niềm mà rút cứ ác tập hiệp đề phải chăm phục chiệt cầm nạ ớt nâng miền chiệt tự tục chỉ rìa tục chiệt thị tục mùa rà nạ tục ấy ấy nâng nâng ấy chỉ cả chư bơ chọc chạp này mục rồi buộc nâng rịp rạp ai hồ hai chân tới đôi ta bên nam ở miền tầm ba ứ cứ phê chỉ máu hòn đá cài chặt nắng chỉ ai dẹt từ nạ hàng khnông nâng rồi chẳng tới về trời cái đau thì chia rứ co vây vây để ba trời màu nắng cứ ai dẹt từ nạ hàng cài nâng ai nam ơi miền pa sa miền về từ ní chư tầm ba từ tam nâng chẳng tới rồi chẳng tới co rùa tháng năm vô một bết đòi nai tâm là há về tới chùa phải tham khai khai cho tiếc nâng ảnh bật đòi ở ba tiền chân tới tầm ba rất là rơ tới nâng ảnh để tới ốp bà bạch thì phúc bình to phúc chết cầm nào tới tiệt rồi biếp nâng chứ nó biếp nâng chẳng cứ về nơi trăng để thà cầm nọt đăng về nhiên nà hà nó có chỉ ca cầm nọt đăng nơi niềm mà rút hơi khơi tha chỉ ca chắc đòi lùng bền chẳng vì bố về miền niềm mà rút phúc chết cầm nào nó chỉ tục chỉ vọt đã tục nâng nâng ảnh chẳng nơi khăn ông ca để bột bò sạch dương bàn đạp và thua tới hay khăn ông ca cầm nọt đằng ní sắp tới đòi bạc rì nhà bay đằng o chẳng còn là đòi bạc rì nhà tiền lô kì dễ tiền lô cột tà rạ chẳng cứ tha khăn ông ca và lân ca ra há có cầm nọt đằng đòi tới ả nà kia mì mẹ tới hay nâng phát xa ha mà nô sinh chê tà na ha vì nhiên na ha nâng có chữ cá cầm nọt đòi ạ ra hạt tà mẹ đòi phà ha nạ bạ rì nhà nâng đòi thân ạ ra hạt tây tầm đòn chẳng chẳng cứ ca đề bàn chạc lúc nơi ở đây sạch chạc thua nâng anh đề vọt đạ phục vật tư chìa tục nâng rùm luật nơi tâm là hà rùm luật chăn là rìa kia bố cứ ca đạ cho nơi ưu ba tiên ở khăn nâng đời ca mình chạp mình vật căn nâng anh ấy bàn trẻ cho ba nơi tục hà nì rốt cứ bệnh nì bệnh nâng vị vọt đạ nâng trong đề thà à rây giờ mẹ để bàn phơ cách nâng chẳng tới bạch chữ về cái nạn nhiên có bàn đăng thà cách để trời phơ nâng cứ bàn phơ hai chẳng tới chứ một thà bàn trẻ cho ba nơi nì rốt nâng bị bố mẹ nâng cao là chẳng nâng cứ tha chia sầm bát rồi bỏ pre sao ta ban nâng đôi tha
ក្នុងដំណើរជីវិតវដ្តសង្សារនឹងជាទុកនឹងដូចថា7អត្តភាពទៀតអញ្ចឹងដូចដើរ7ជំហានទៀតដល់អញ្ចឹងនឹងឯងគឺថាសម្បត្តិរបស់ព្រះសោតាបាននឹងគឺនិព្វានសម្បត្តិនឹងគឺមាននិព្វានសម្បត្តិនឹងសម្រាប់ព្រះសោតានឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺលោកជាច្បាស់ចំពោះវិវត្តដាក់ដែលលោកបានសម្រេចនឹងដោយអំណាចនៃសោតាបត្តមៈនឹងលោកបានជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួននឹងឯងដោយអំណាចនៃបច្ចវេកណញ្ញាណនឹងអញ្ចឹងញាណមាន4ណាដែលមាន1សវណ្ណញ្ញាណ2សម្មសណ្ញញ្ញាណហ្នឹងគឺវិបស្សនាដែលសវណ្ណញ្ញាណសណាសហើយវោណូអាហ្នឹងស្ដាប់ញាណកើតពីស្ដាប់នឹងឯងឧបការៈពីវិបស្សនាទៅហើយដោយវិបស្សនាហ្នឹងវិបស្សនាទាំងអស់នឹងរាប់ត្រឹមតែសម្មសណ្ញញាណតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺណាសម្មសណ្ញញាណនឹងសម្មនឹងគឺសណ្ណៈស្មើដោយលក្ខណៈនៃសង្ខារធัวអត់មានអត្តាទូខ្លួនអីស្មើគ្នាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអីនឹងឯងថាសម្មសណ្ញញាណនឹងគឺថាដោយយកសម្មញ្ញលក្ខណៈនឹងជាបឋមប្រធាននឹងឯងវិបស្សនាជាតរណវិបស្សនាដល់ពលវៈវិបស្សនាទៅហើយនឹងញាណទី3គឺថាបដិវេធញាណនឹងលោកតរៈកណានឹងឯងដែលជាច្បាស់ក្នុងព្រះនិព្វានដោយបដិវេធញាណហើយមគ្គញាណដោយបច្ចិដោយបដិវេធញាណនឹងប៉ុន្តែនៅបច្ចិវេកណញាណមួយទៀតនឹងជាលោកយៈទេប៉ុន្តែបច្ចិវេកណញាណនឹងគឺមានអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងជាអារម្មណ៍តែម្ដងទៀតសវណ្ណញាណដឹងអរិយសច្ចៈប៉ុន្តែអត់មានសច្ចៈណាមួយជាអារម្មណ៍ទេព្រោះមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍សវណ្ណញាណទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដឹងអរិយសច្ចៈទាំង4ទុក្ខសមុទយៈនិរោធមេអីបានទាំងអស់ហ្នឹងឯងដឹងឈ្មោះហ្នឹងចឹងទៅដឹងត្រូវទៀតហ្នឹងឯងដោយអំណាចនៃសមាទិដ្ឋិហ្នឹងប៉ុន្តែបើចំពោះសមសណ្ញានវិបស្សនាមានតែទុក្ខនិងសមុទ័យអេជាអារម្មណ៍ណាមានទុក្ខហើយតណ្ហាសមុទ័យជាអារម្មណ៍នឹងឯងឯចំណែកនិរោធហើយនឹងមគ្គនឹងគឺមិនបានជាអារម្មណ៍ទេចឹងគ្រាន់តែបានជាអធិស្ស្រ័យនៅក្នុងដំណើរបរិបត្តិវិបស្សនានឹងគឺបង្អោនទៅរកព្រះនិព្វានដើម្បីបានសម្រេចនៅអរិយមគ្គជាលោកតរៈនឹងឯងទៅហើយដល់ទៅបដិវេទញ្ញាណគឺថាមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងចំងទៅក្នុងការដែលបដិវេទញ្ញាណនឹងចាក់ធ្លុះនឹងឯងហើយអានឹងគឺជាឈ្មោះនៃអរិយមគ្គដែលជាលោកតរៈក្នុងការដែលចាក់ធ្លុះនឹងអរិយផលក៏មានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងហើយដល់ទៅបច្ចវេកណញ្ញាណគឺមានអរិយសច្ចៈទាំង4នឹងជាអារម្មណ៍ទៅណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់មានធ្វើកិច្ចលះបង់កិលេសអីដោយបដិវេធអីទេសមសណញ្ញាណលះកិលេសទៅណាតតាមកបហានៈហ្នឹងឯងហើយបដិវេធញ្ញសមុច្ឆេទបហានៈហើយដល់បច្ចវេកណញ្ញាណអត់មានជាការបរិបត្តិលះកិលេសអីទេប៉ុន្តែក្នុងវិរៈនៃការពិចារណានឹងសម្រាប់ព្រះសេកបុគ្គលក៏មហាកុសលញាណសម្បយុត្តទៅចំពោះព្រះអរហន្តមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តហើយមានសច្ចៈទាំង4ជាអារម្មណ៍ទាំងនៃបច្ចវេកណញ្ញាណនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណារតនីចំពោះអាហារ4ទាំងហើយនៅក្នុងវត្តដវិវត្តដប៉ុណ្ណឹងណាសំរុំហើយទុកឱកាសពេលវេលាជាង10នាទីណាបន្តបងធម្មាចារ្យចំចំណិតទៅតែរួចដែរបានមួយម៉ោងអីដែរនៅកន្លែងសាលារៀនរាល់ពេលវេលាដើម្បីបានរំលឹកសាររើមេរៀនព្រះអភិធម្មដែលលោកគ្រូបងបានបង្រៀនពីដំបូងមកហ្នឹងនឹងឯងបានរំលឹកទៅសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅជំនាន់ក្រោយមកទៀតតាមរយៈអីគឺអាចសិក្សាបានឧបនិស្ស័យមិនមែនទៅអុសដៃអីមកបានទេមកតែរូបកាយប៉ុន្តែគឺចិត្តទៅតែមានសទ្ធាទេនឹងឯងបើអត់មានសទ្ធាគឺសំខាន់ណាស់ចិត្តនឹងទេវៃ
นึ่งเช็ดนั่งเองเมียนสติอัตสติสกตกไอ้ก็นึ่งเช็ดนั่งนั่งเองโหดาวเตอร์โลกิยะโลกัตระไอ้ก็ใส่นึ่งเช็ดนั่งยังโยเช็ดตกด่าจมูกนั่งพลอยเช็ดน้องกาครุกรวงไทยรัสารูปกายนั่งตัวเชี่ยอลังกตาสวะสนาเมลินีจันตนุสติว่าปัญญาเมาก็วันนึกแต่โลกิยะนั่งเราอัตตาจิตโลกตระโดยกาประดับตกใจรูปกายนั่งเทบชัดท่านั่งเมียนโลกิยะกุศลนั่งละอ่อนนะแต่ให้นองภูมิใบนั่งให้ทายโลกตระภูมิมาเตียนยังตายยังไปเลยชัดเจ้านั่งให้เช็ดแต่มาตุนุบรองรูปกายมาเมินดอลาก็สำราบรูปกายมาเลียนดอลาก็สำราบรูปกายเฟอร์เตบัดเมียดำปิดก็สำราบรูปกายรูปกายโลกเยอะใบเคลียชาวอัตเมียนโลกัตระไอบานจิตีปึงเทจังยังอะไรโยจัดตุกดะตามพลอยจัดเตียนสมะโนโมตนี